Diệu pháp của ân sư. Tuyên giảng Penny. Bài kệ của ân sư. Quá trình giác ngộ và thành tựu. Ân sư quan sát rộng rãi chúng sanh mà nói lời kệ rằng: món ngon sắc đẹp tựa tham được, tham được thế sao lại cần tiếp? Say mê đắm nhìn, nghe, xúc chạm, vớt trăng trong nước hàng ngàn năm, tưởng được, tưởng mất, tưởng vui khổ, đều nương tự tánh theo thức hiện. Chuyển thức thành trí diệu quan sát, lập tức nắm bắt vận mệnh mình. Bảo ngọc mani tùy ý hiện, tiêu dao tự tại thành pháp vương.